distinguished guests and visitors, it is a tremendous honor for me, on behalf of IRRI and for me personally, to welcome His Excellency the President of Vietnam to visit IRRI. Và thưa này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, thưa quý vị, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Tôi rất vinh dự được thay mặt cho Viện Nghiên cứu Quốc tế chào mừng with hostilities in 1975, one of the very first things that the scientists from the Socialist Republic of Vietnam did was to make sure that they maintained their contact with IRRI. Ngay sau khi được giải phóng năm skilled ladies. You notice it's always ladies on the board. Rất là kiên nhẫn và rất là hào hiệp. Và chỉ có nữ mới làm được cái này. Nữ quá, nữ quá, nữ quá.